Hello, xin chào các bạn Như các bạn đã biết ở video hôm qua Thì Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang vươn lên dẫn đầu Nhưng mà có hai người cùng bằng điểm số với anh là Yelitan của Malaysia và Evan Mohamed của Indonesia Tuy nhiên ở ván cờ cuối cùng Cơ hội của Trường Sơn là rất lớn Khi anh chỉ phải đối đầu với kỳ thủ đang đứng bét bảng Là kiện tướng người Malaysia Lea Lijang Mời các bạn đến với ván cờ cuối cùng ngay sau đây Ở ván này Trường Sơn được cầm quân trắng đi trước anh mở màn với khai cuộc sở trường tốt D4. Lien Lích Giang đáp trả bằng nước tốt D5. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi mã F6. Trắng đi tốt C4, đen đi tốt C6. Hình thành khai cuộc phòng thủ slap. Trắng đi mã F3, đen đi tốt A6. Trắng để tốt E3, mở đường cho tượng phát triển. Đen đi tượng F5. Trắng đi tượng D2, đen đi tốt E6. Trắng nhảy mã H4 tấn công tượng đen Đen đi tượng E4 chiếm lĩnh trung tâm Trắng không đổi mã lấy tượng của đen Mà đẩy tốt F3 tấn công tượng đen Nếu chạy tượng về F5 thì sẽ bị mã trắng ăn ngay Tốt đen ăn lại và hình thành tốt chồng Nên đen chạy tượng về G6 Nếu mã trắng ăn tượng đen Thì tốt đen ăn lại và mở cột H cho xe kiểm soát Trắng sẽ không dám nhập thành Do đó không ăn tượng đen Trắng đi hậu B3 tấn công tốt B7 Đen đi hậu C7 bảo vệ tốt Và gây sức ép về phía tốt H2 Trắng binh xe C1 kiểm soát cột C Đen đi tượng E7 chuẩn bị nhập thành Tốt trắng ăn tốt đen Mã đen ăn lại tốt trắng Gã đổi mã Và mở đường cho tượng tấn công mã trắng ở H4 Trắng đành đổi mã lấy tượng của đen Tốt đen ăn lại mã trắng Và mở cột H cho xe kiểm soát Tiếp theo thì trắng có thể đổi tiếp mã với đen, tiêu diệt quân mã nguy hiểm đang ở trung tâm bàn cờ. Hoặc là đẩy tốt G3, ngăn tượng đen lên H4 chiếu vua. Nhưng mà ở ván cờ thực tế, trắng lùi mã về E2, tăng cường quân để bảo vệ ô G3. Đen phát triển mã D7, mở đường cho xe xuất chiến. Trắng đẩy tốt E4, tấn công mã đen. Đen chạy mã về F6. Trắng đẩy tiếp tốt G3 dàn hàng các tốt tạo thành một hàng rào rất là chắc chắn tiếp theo thì đen lên đẩy tốt e 5 tấn công tốt trắng để chiếm lại trung tâm tốt trắng mang tốt đen thì mã đen sẽ ăn lại tốt trắng đen có quân mã mạnh kiểm soát trung tâm lại có thể bình xe sang d 8 kiểm soát cột md trắng đẩy tốt e 4 tấn công mã đen thì mã đen ăn tốt trắng e 4 và thí mã tốt trắng ăn mã đen thì đen nhập thành nhập thành xa đưa xe sang D8 kiểm soát cột mở D, kết hợp cùng mã tấn công tượng trắng. Trắng chạy tượng E3 hay là F4 thì đen sẽ phi hậu lên A5 chiếu, buộc là mã trắng phải nhảy lên C3 để cản chiếu và bị ghim. Mã đen ăn tiếp tốt trắng và tấn công sẽ cho xe trắng. Nói chung lợi thế khá lớn sẽ nghiêng về bên đen. Nếu trắng chạy tượng C3 thì đen sẽ đi mã C5 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu D2, mã đen D3 chiếu. Vua trắng chạy D1 hay D2 thì mã đen B4 chiếu mở, trắng chắc chắn sẽ bị mất hậu. Nếu trắng chạy tượng B4 thì hậu đen B6 dọa phi của F1 chiếu hết, trắng chắc chắn sẽ bị mất tượng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì đen không đẩy tốt lên E5 Mà lại đi hậu B6 để gạ đổi Đổi thì đổi Hậu trắng ăn hậu đen Mã đen ăn lại hậu trắng Trắng đi tượng D3 Đen lùi mã về D7 Trắng đi tượng G2 Có thể nhập thành hoặc là cũng có thể là đúc lô cốt để cho vua lên F2 cho nó an toàn Tượng đen B4 chiếu Đen chạy vua F2 như vậy là mặc dù không nhập thành nhưng mà vua trắng vẫn được che chắn khá là tốt. Tiếp theo đen để tốt E5 tấn công tốt trắng. Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì mã đen ăn lại và chiếm lĩnh trung tâm, không có lợi cho trắng. Do đó thì trắng không ăn tốt đen mà để tốt H3, ngăn mã đen nhảy vào G4. Đen nhập thành. Trắng bình xe D1 kiểm soát cột nửa D Đen cũng bình xe D8 để tranh giành với trắng. Tốt trắng ăn tốt đen Mã đen ăn lại tốt trắng Dọa nhảy vào D3 chiếu bắt xe Trắng liền đi tượng D4 tấn công mã đen Và bịt đường xe đen bảo kê cho mã nhảy vào D3 Đen đành chạy mã về D7 Trắng đầy tốt F4 phong tỏa đường phát triển của mã đen Đến đây thì có thể thấy trắng đang có thế trận khá tốt khi mà hai xe kiểm soát hai cột trung tâm tượng và hai tốt cũng kiểm soát trung tâm và đường chéo lớn, dồn đen vào tình thế cực kỳ là bức bí. Tiếp theo thì đen lùi tượng về a5, chắc là chạy trước để tránh cái nước trắng đẩy tốt lên a3 tấn công. Trắng đẩy tốt e5 tấn công tượng đen, à, tấn công mã đen. Nếu đen chạy mã vào h5 hay là h7 thì sẽ trở thành phế vật ngay bởi vì không có đường phát triển lại về trung tâm. Nếu đen chạy mã D5 thì trắng sẽ đổi tượng lấy mã của đen Sau đó nhảy mã lên C3 kết hợp với xe tấn công tốt đen Đen chắc chắn không muốn mất quân tốt thông ở trung tâm này Nên sẽ đổi tượng lấy mã của trắng Khi đó thì tượng trắng hay xe trắng ăn lại cờ đen a à, cờ trắng vẫn sẽ có ưu thế cực lớn Trở lại ván cờ thực tế thì đen chạy mã về E8 nói chung chạy về đâu thì cũng bị dồn ép khá là bí bách. Trắng liền đẩy tốt b4 tấn công tượng đen và thí tốt. Tốt b4 này là quân tốt tầm độc. Nếu tượng đen ăn tốt trắng thì tượng trắng b6 tấn công xe đen và thí tượng. Đen chạy xe thì mất mã, mà ăn tượng thì mất xe. Do đó ở ván cờ thực tế đen không dám ăn tốt trắng mà chạy tượng về C7. Trắng đẩy tốt H4, mở đường cho tượng lên H3, tấn công mã đen. Đen đẩy tốt A5, gạ đổi. Nếu mà tốt trắng ăn tốt đen thì tượng đen ăn lại. Tự nhiên đen lại có cặp tốt mạnh B7, C6. Do đó không ăn tốt đen, trắng đẩy tốt xuống B5, tấn công tốt đen. Bởi vì đang bị ghim nên đen không ăn được lại tốt trắng. Đen đẩy tốt C5, tấn công lại tượng trắng. Nếu tượng trắng ăn tốt đen thì mã đen ăn tượng trắng Xe trắng ăn xe đen Tượng đen ăn xe trắng Xe trắng ăn mã đen Thì đen đi tượng B6 ghim và bắt chết xe trắng Do đó ở ván cờ thực tế Trắng chạy tượng về E3 Đen đẩy tốt B6 Tránh bị tượng trắng ăn mất Và liên kết chặt chẽ các tốt lại với nhau Nhưng mà nước đi này thì làm các quân của đen Dần biến thành phế vật hết Giờ game lại quá là easy cho trắng Trắng nhảy mã C3 Sau đó có thể sẽ đi tượng H3 kết hợp với xe tấn công mã đen Rồi nhảy mã lên D5 chiếm lĩnh trung tâm Dần dần khép chặt vòng vây lại Đến nước này thì các quân của đen chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi rất là nhỏ hẹp Đặc biệt là quân xe F8 và quân mã E8 thì chết dí không thể nhúc nhích Đen buộc lòng phải thí mã ăn tốt trắng để phá vỡ thế bế tắc Tốt trắng ăn lại mã đen Xe đen ăn xe trắng Xe trắng ăn xe đen, tượng đen ăn tốt trắng và tấn công mã trắng. Như vậy, đen đã đổi một mã lấy hai tốt của trắng và phá vỡ được thế bế tắc, do đó thì cũng không phải là thiệt thòi gì nhiều trong cái việc thí quân mã này. Tiếp theo thì trắng nhảy mã d5 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công tốt b6. Biết là không thể bảo vệ được quân tốt này, đen nhảy mã d6 tấn công lại tốt trắng. Mã trắng ăn tốt đen, mã đen ăn tốt trắng. Tượng trắng ăn tiếp tốt đen và tấn công xe đen. Ở đây, đen không chạy xe mà nhảy mã vào C3, tấn công lại xe trắng. Trắng chạy xe D3, đen chạy xe E8. Trắng nhảy mã D7, tấn công tượng đen đang bảo vệ mã. Chạy tượng thì mất mã. Ở đây đen nên lấy mã ăn tốt trắng, xong rồi trắng muốn đổi mã lấy tượng của đen hay là làm gì thì làm. Nhưng mà đen lại mắc sai lầm là nhảy mã A4 để tấn công lại tượng trắng. Chớp lấy sai lầm này thì trắng lùi tượng về B3, nhốt mã đèn lại, không thể nhúc nhích. Đòn khóa tượng à đòn đòn tượng khóa mã phải nói là rất hay của Trường Sơn. Nếu bây giờ đen lùi tượng về B2 để gạ đổi tượng thì trắng sẽ đi tượng C6 tấn công đôi mã và xe đen. Tượng đen ăn tượng trắng thì xe trắng ăn tượng đen, đen chắc chắn sẽ mất mã hoặc là xe ví dụ chạy mã đen mã đen chạy b2 thì mã trắng f6 chiếu bắt xe Đấy. nếu đen chạy mã b2 tấn công xe trắng thì mã trắng ăn tượng đen mã đen ăn xe trắng thì mã trắng ăn tiếp mã đen đen chỉ còn lại một xe đối với song tượng và mã của trắng đến cả hậu còn mà gặp bộ ba quân nhẹ này còn phải khiếp sợ chứ nói gì đến xe Trở lại ván cờ thực tế thì đen chạy tượng C3. Trắng phi tượng vào C6 tấn công mã đen, lại còn dọa nhảy nước sau nhảy vào nhảy mã F6 chiếu bắt xe. Bây giờ đen chạy xe thì mất mã mà chạy mã thì mất xe. Do đó, biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Đen giành đành dừng đồng hồ chịu thua. Với chiến thắng này thì đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn vươn lên dẫn đầu với 7 điểm sau 9 vòng đấu thắng 5, hòa 4 và không thua trận nào. Trong khi đó thì hai người cạnh tranh trực tiếp với anh là Yolitan thì bị thua kỳ thủ người Thái Lan. Còn Evan Mohammad thì do kém chỉ số phụ với Trường Sơn. Cho có thắng cũng chỉ giành được huy chương bạc. Anh chấp nhận hòa chiến thuật với Trần Tuấn Minh. Như vậy với chiến thuật hợp lý để giành sức cho những vòng đấu cuối cùng thì đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã xuất sắc giành huy chương vàng cho cờ vua Việt Nam tại đấu trường SEA Games 31. Chuyển sang phía đội tuyển nữ Hoàng Thị Bảo Trâm cũng xuất sắc giành chiến thắng ở vòng cuối. Nhưng mà hai kỳ thủ Indo thì cũng xuất sắc không kém khi đều giành được chiến thắng. Cho nên mặc dù bằng điểm số nhưng mà xét về đối đầu và các hệ số phụ thì Bảo Trâm chỉ xếp thứ ba nên giành được huy chương đồng. À, Kim Phụng đứng thứ tư cũng suýt giành được huy chương. Tổng kết ở thể loại cờ tiêu chuẩn Việt Nam của chúng ta giành được Việt Nam của chúng ta đều giành được huy chương. Với huy chương vàng thì thuộc về Nguyễn Ngọc Trường Sơn Còn huy chương đồng thuộc về Hoàng Thị Bảo Trâm Tiếp theo thì sẽ là đến nội dung cờ nhanh và cờ chớp Với sự gia quân của hai át chủ bài là Lê Quang Liêm và Phạm Lê Thảo Nguyên Hứa hẹn là sẽ giành thêm được nhiều huy chương vàng nữa Các bạn nhớ đón xem nhé Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào, và hẹn gặp lại